Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao những lời nói của cổ nhân, dù trải qua hàng ngàn năm, vẫn có sức mạnh kỳ lạ, lay động tâm hồn và khai sáng trí tuệ? Trong mỗi câu nói ngắn gọn ấy, cổ nhân đã gói ghém những bí mật về cuộc sống, những góc nhìn tinh tế về con người và cả những bài học vô giá về lòng dũng cảm, kiên nhẫn và sự thấu hiểu. 100 câu nói hay của cổ nhân sẽ mở ra cho bạn một thế giới đầy mê hoặc, nơi từng câu chữ như cánh cửa dẫn lối đến sự thông thái cổ xưa, hé lộ những triết lý giúp bạn vượt qua thử thách và khám phá những tầng sâu ẩn giấu của chính mình. Đây không chỉ là những lời răn dạy, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp ta chiêm nghiệm lại giá trị của lòng bao dung, ý nghĩa của sự kiên nhẫn và sự quý giá của từng khoảnh khắc trong cuộc đời. Sau đây là 100 câu nói hay của cổ nhân. 1. Tri kỷ nan tri, trí nhân nan duyên. Hiểu được chính mình đã là một hành trình đầy chông gai. Thế nhưng, hiểu thấu được người khác lại còn khó khăn gấp bội. Bởi lẽ mỗi con người đều phức tạp, đầy bí ẩn và dễ thay đổi như mây trời. Cuộc đời là chuỗi ngày va chạm, thử thách và đôi khi ta nghĩ rằng mình đã hiểu một người. Nhưng rồi mới nhận ra rằng có những điều chỉ riêng người ấy mới hiểu về chính mình. Vậy nên, tri kỷ, người mà ta thực sự hiểu và cảm thông, là một mối duyên khó tìm trong kiếp người. 2. Đừng làm việc bất chính, dù trong bóng tối cũng có người thấy. Những hành động xấu xa dù có được che đậy kỹ lưỡng, thì vẫn không thể che giấu được cái nhìn của lương tâm. Bóng tối có thể che mắt người đời, nhưng không thể che giấu trước ánh sáng của chính tâm hồn mình. Mỗi khi làm điều trái lương tâm, ta luôn cảm thấy có một đôi mắt vô hình đang dõi theo. Đó chính là đôi mắt của lương tâm, một người giám sát thầm lặng, nhưng không bao giờ vắng mặt. 3. Người nói năng cẩn trọng luôn có lòng tử tế. Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang trong mình sức nặng vô hình. Những người cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói thường xuất phát từ tấm lòng chân thành, tử tế. Bởi họ hiểu rằng, từng câu từng chữ phát ra đều có thể tác động sâu sắc đến tâm hồn của người nghe. Vì vậy, người nói năng cẩn trọng luôn mang trong lòng ý tốt và sự tôn trọng đối với người đối diện, thể hiện được nét đẹp trong giao tiếp và đạo đức. 4. Tri túc thường lạc, biết đủ là hạnh phúc. Trong cuộc sống, lòng người chẳng bao giờ là đủ nếu cứ mãi đi tìm những gì mình chưa có. Nhưng khi ta học cách biết ơn và hài lòng với những gì đang sở hữu, đó cũng là lúc ta tìm thấy hạnh phúc thực sự. Sự hài lòng không nằm ở vật chất, mà nằm ở tâm an và lòng biết ơn. Bình yên không ở đâu xa, nó nằm ngay trong lòng người biết tri túc. 5. Vàng thật không sợ lừa, sự thật sẽ mãi là sự thật, dù bị thử thách trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một người chân thành, trung thực sẽ chẳng bao giờ lo sợ lời gièm pha, thử thách. Bởi lẽ, sự chân thật là ngọn lửa mạnh mẽ, giúp con người vượt qua mọi sóng gió mà vẫn giữ được lòng trong sạch. Giống như vàng, càng bị thử lừa, càng thêm sáng rõ và giá trị bền lâu. 6. Không ai sinh ra đã thông thái. Thông thái không đến từ khi mới lọt lòng, mà là thành quả của cả một quá trình dài học hỏi, trải nghiệm. Những bài học đắt giá và trải nghiệm sâu sắc là những gì mang lại sự hiểu biết cho con người. Đừng tự ti khi chưa hiểu hết mọi điều, bởi chính nhờ những lần vấp ngã và nỗ lực không ngừng, chúng ta mới có thể tích lũy được sự thông thái chân thực cho mình. 7. Nước chảy đá mòn. Sự kiên nhẫn chính là sức mạnh âm thầm mà bền bỉ nhất. Mọi trở ngại trong cuộc sống rồi cũng sẽ nhường đường cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đá tường cứng rắn là thế, nhưng trước dòng nước kiên trì, cuối cùng cũng bị mài mòn. Cũng giống như vậy, khó khăn sẽ dần bị đánh bại, nếu ta cứ tiếp tục tiến về phía trước với sự bền bỉ. 8. Con đường ngắn nhất không phải là con đường dễ nhất. Sự cám dỗ của những lựa chọn dễ dàng thường dẫn chúng ta vào những con đường gian nan hơn về sau. Có những quyết định vội vàng khiến ta phải trả giá đắt. Vì vậy, đôi khi đi chậm lại và lựa chọn con đường khó khăn ban đầu sẽ mang lại sự vững chắc và bền vững cho bước đường về sau. 9. Thời gian làm sáng tỏ mọi thứ. Dù hiện tại có mờ mịt đến đâu, thời gian sẽ giúp chúng ta thấy rõ chân tướng của sự việc. Sự thật có thể bị giấu kín trong một lúc, nhưng nó không thể trốn thoát mãi mãi khỏi ánh sáng của thời gian. Chỉ cần kiên nhẫn và đủ sự bình tâm, mọi thứ rồi sẽ trở nên rõ ràng, để ta hiểu được ý nghĩa của những gì đã xảy ra. 10. Kiên tha lâu đầy tổ. Sự kiên trì sẽ tạo nên những thành quả lớn lao từ những việc làm nhỏ bé nhất. Một con kiến không thể xây tổ trong ngày một ngày hai, nhưng với sự cố gắng từng chút một, chúng đã có thể xây dựng được một nơi ở vững chắc. Đời người cũng vậy, không có gì là không thể, khi ta không ngừng nỗ lực từng bước nhỏ mỗi ngày. 11. Sống có nghĩa là đối diện với mọi thử thách. Cuộc sống không phải là một hành trình bằng phẳng, mà là một chuỗi những thử thách cần vượt qua. Đối diện với khó khăn giúp ta trưởng thành, vững vàng hơn trong mỗi bước đi. Thay vì chạy trốn, hãy can đảm đón nhận, vì chính những khó khăn đó sẽ làm nên con người chúng ta.
12. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Cuộc đời là chuỗi những hành động và hệ quả. Những việc làm tốt đẹp sẽ mang lại trái ngọt cho cuộc sống. Và ngược lại, hành động xấu xa sẽ đưa đến những kết quả không mong muốn. Khi sống lương thiện và chân thành, điều tốt lành sẽ tự nhiên tìm đến với chúng ta. 13. Khôn ngoan đến mấy, nói nhiều cũng thành dài. Lời nói là thứ dễ gây hiểu lầm nếu không được cẩn trọng. Dù có thông minh, không khéo đến đâu, nhưng nếu nói quá nhiều sẽ dễ mắc sai lầm hoặc bị người khác hiểu lầm. Hãy giữ gìn lời nói và biết khi nào cần im lặng. Đó cũng là cách để thể hiện sự khôn ngoan thực sự. 14. Không có chuyện gì lớn hơn việc giáo dục bản thân. Cuộc sống là một chuỗi học hỏi không ngừng, và việc tự trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân là điều quan trọng nhất. Không có sự phát triển nào bền vững nếu không có nền tảng tri thức vững chắc. Giáo dục bản thân là con đường dẫn đến sự thành công và hạnh phúc lâu dài. 15. Nhân sinh như mộng, chỉ còn lại dấu chân. Cuộc đời tựa như giấc mộng, khi tỉnh lại chỉ còn lại những dấu chân ta đã đi qua. Mỗi bước đi, mỗi hành động để lại một giá trị nào đó, và khi ra đi, ta chỉ để lại những gì mình đã sống và cống hiến. Vậy nên, hãy sống sao cho khi đi rồi, người đời vẫn còn nhớ đến những giá trị ta đã tạo ra. 16. Đời người chỉ sống có một lần. Cuộc đời ngắn ngủi và chỉ có một lần để sống. Đừng để lãng phí những năm tháng thanh xuân. Hãy sống hết mình, yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Vì một khi đã qua đi, sẽ không có cách nào quay lại được. 17. Học đi đôi với hành. Kiến thức không thể thực sự có giá trị nếu không được áp dụng vào thực tiễn. Chỉ khi học và thực hành cùng lúc, chúng ta mới có thể hiểu sâu sắc và phát triển khả năng của mình. Mọi lý thuyết sẽ trở nên sống động khi được thử nghiệm trong thực tế. 18. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người. Vẻ bề ngoài chỉ là cái vỏ, không thể phản ánh đầy đủ nội tâm và giá trị của một con người. Người ta thường dễ dàng bị lầm tưởng bởi những gì nhìn thấy. Hãy kiên nhẫn và dành thời gian tìm hiểu sâu hơn để thấy được con người thật bên trong. 19. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Sức mạnh của sự đoàn kết và hợp tác là không gì có thể thay thế. Một mình có thể tiến nhanh, nhưng dễ vấp ngã. Còn khi cùng nhau, mỗi bước đi đều vững vàng và mang đến sức mạnh bền bỉ để tiến xa hơn trong hành trình. 20. Thời gian là vàng bạc. Thời gian là tài sản quý giá nhất của con người. Mỗi giây trôi qua đều không thể lấy lại. Vì vậy, hãy biết trân trọng và sử dụng thời gian một cách hiệu quả. 21. Cẩn thận với điều bạn ước, nó có thể trở thành hiện thực. Ước mơ là động lực mạnh mẽ, nhưng nếu không suy xét kỹ lưỡng, điều mình ước có thể trở thành gánh nặng khi thành hiện thực, bởi đôi khi, những mong muốn nảy sinh từ niềm đam mê ngắn hạn hay lòng ích kỷ. Vậy nên, hãy cẩn trọng và ước mơ những điều tốt đẹp, để khi đạt được, ta thật sự vui mừng và không hối hận. 22. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nụ cười không chỉ làm sáng bừng khuôn mặt mà còn là liều thuốc chữa lành tâm hồn và cơ thể. Khi cười, ta cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, giúp giảm bớt căng thẳng và tiếp thêm sinh lực. Sự lạc quan và tích cực không chỉ làm phong phú cuộc sống của mình mà còn lan tỏa đến những người xung quanh, biến cuộc sống trở nên dễ chịu và khỏe mạnh hơn. 23. Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người. Một người có thể tỏ ra tốt đẹp trong thời gian ngắn, nhưng chỉ qua thời gian và thử thách, ta mới có thể hiểu thấu bản chất thật sự của họ. Giống như trên đường trường mới thấy được sức bền của một con ngựa, con người cũng vậy, chỉ khi trải qua khó khăn, họ mới bộc lộ rõ lòng giả của mình. 24. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trong cuộc sống, mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu ta có ý chí kiên định. Điều đáng sợ không phải là chướng ngại vật trên đường đi, mà là sự chùn bước, mất niềm tin trong lòng. Chỉ cần có sự quyết tâm, lòng kiên nhẫn, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. 25. Đôi khi, im lặng là câu trả lời tốt nhất. Khi đối diện với những tình huống phức tạp, im lặng có thể là cách đối đáp hiệu quả nhất. Sự im lặng không phải là sự thiếu ý kiến, mà là sự lựa chọn khôn ngoan. Nó thể hiện sự trưởng thành, chín chắn và đôi khi là cách để giữ gìn hòa khí, tránh được những mâu thuẫn không đáng có. 26. Cây cao gió lớn, sống khiêm tốn để yên bình. Khi đứng ở vị trí cao, con người dễ bị chú ý và gặp phải những sóng gió không ngờ tới. Vì vậy, hãy sống khiêm tốn, không phô trương và giữ cho mình sự bình lặng, như cây cao đứng giữa trời. Nhưng gió càng lớn thì càng phải vững vàng. Sống khiêm nhường sẽ giúp ta bảo vệ được sự bình an nội tâm. 27. Tránh xa kẻ thù không đáng sợ, tránh xa bạn già mới đáng sợ. Kẻ thù dễ dàng nhận biết và ta có thể phòng tránh. Nhưng những người bạn giả tạo mới là mối nguy lớn hơn. Họ xuất hiện bên cạnh ta, nhưng không thật lòng và có thể làm tổn thương ta lúc không ngờ nhất.
Hãy thận trọng với những người không chân thành, vì sự phản bội của bạn ra đôi khi gây đau đớn hơn cả kẻ thù. 28. Khiêm tốn sẽ giúp ta tiến xa. Tính khiêm nhường không chỉ giúp ta dễ dàng được yêu mến mà còn mở rộng cánh cửa đến thành công. Khi ta không tự mãn, ta dễ dàng học hỏi từ mọi người xung quanh và từ chính những sai lầm của mình. Sự khiêm tốn chính là nền tảng vững chắc để đạt được thành tựu dài lâu. 29. Nhỏ nhưng có chí thì làm nên việc lớn. Dù xuất phát điểm có nhỏ bé hay hạn chế, chỉ cần có ý chí mạnh mẽ và không ngừng phấn đấu, ai cũng có thể làm nên những thành công lớn. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự quyết tâm, bởi nó có thể đưa ta đi xa hơn mọi dự định ban đầu. 30. Một giọt máu đào hơn ao nước lá. Máu mủ ruột thịt là mối quan hệ vô cùng thiêng liêng mà không gì có thể sánh bằng. Dù có bao nhiêu mối quan hệ ngoài xã hội, gia đình vẫn là nơi chúng ta luôn có thể trở về và được yêu thương một cách chân thành nhất. Đó là mối dây gắn bó không thể bị phá vỡ. 31. Chậm mà chắc còn hơn nhanh mà thiếu bền vững. Thành công không đến từ những bước đi vội vàng mà từ sự bền bỉ và tính toán kỹ lưỡng. Sự chậm rãi và cẩn trọng giúp ta xây dựng nên móng vững chắc. Có những hành động nhanh chóng có thể khiến ta dễ dàng gục ngã khi gặp khó khăn. Cuộc sống là một hành trình dài. Hãy đi từng bước một, kiên trì và bền vững. 32. Bất cứ ai cũng có thứ để học hỏi. Mỗi người đều mang trong mình một kho báu kiến thức và trải nghiệm riêng. Mà nếu chúng ta chịu lắng nghe và quan sát, sẽ có thể học được nhiều điều quý giá. Không ai là hoàn hảo, nhưng tất cả mọi người đều có những điều hay ho đáng để chúng ta học hỏi và trau dồi bản thân. 33. Tính kiên nhẫn là chìa khóa của thành công. Sự kiên nhẫn chính là yếu tố quan trọng để đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Không có thành công nào đến nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ khi kiên nhẫn và không từ bỏ, ta mới có thể vượt qua mọi khó khăn và chạm đến thành công thực sự. 34. Lòng nhân ái tạo ra sự giàu có thật sự. Sự giàu có không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở lòng nhân ái và tinh thần sẵn sàng sẻ chia. Khi ta giúp đỡ người khác mà không mong cầu điều gì đáp lại, ta đã tạo ra một sự giàu có vững bền trong tâm hồn mình. Lòng nhân ái là tài sản không thể mất đi, và chính nó làm nên giá trị thực sự của một con người. 35. Người lười sẽ không bao giờ thành công. Thành công là phần thưởng cho những ai nỗ lực và chăm chỉ. Người lười biếng sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì họ mong muốn, bởi họ không đủ dũng khí và quyết tâm để vượt qua khó khăn. Đừng trông chờ may mắn, hãy tạo ra thành công bằng chính sự chăm chỉ của mình. 36. Học hỏi là con đường đến với trí tuệ. Tri thức là kho báu vô tận và con đường ngắn nhất để tiếp cận kho báu ấy chính là học hỏi không ngừng. Học từ sách vở, từ cuộc sống và từ những người xung quanh sẽ giúp ta ngày càng trở nên thông thái và hiểu biết hơn. Không có giới hạn cho trí tuệ nếu ta không ngừng học hỏi. 37. Phúc họa đều do ta tạo ra. Số phận và may rủi không phải lúc nào cũng đến từ bên ngoài, mà phần lớn phụ thuộc vào cách chúng ta sống và đối đãi với cuộc đời. Nếu ta gieo hạt giống thiện lành, ta sẽ gặt được hạnh phúc. Ngược lại, nếu sống không chân thành, ta sẽ gặp phải những điều không may. 38. Người có lòng tốt không sợ bị hiểu lầm. Lòng tốt chân thành là một sức mạnh vô hình, giúp chúng ta không cần bận tâm đến lời đồn hay phán xét. Khi sống đúng với lòng mình và luôn chân thành, mọi hiểu lầm sẽ dần được sáng tỏ, sự thật và thiện tâm sẽ tự mình chứng minh qua thời gian. 39. Làm điều thiện không cầu đáp trả. Việc làm tốt đẹp không nhất thiết phải được người khác ghi nhận. Niềm vui khi làm điều thiện đã là phần thưởng lớn nhất, bởi khi chúng ta giúp đỡ ai đó, không chỉ họ mà chính ta cũng cảm thấy hạnh phúc và thanh thản, làm nên một giá trị nhân văn sâu sắc. 40. Không có gì quý hơn sự tự do. Tự do là giá trị cao quý nhất mà mỗi con người đều khao khát, đó là khả năng sống theo ý muốn của mình, không bị ràng buộc bởi những gì không cần thiết. Tự do là điều vô giá mà một khi đã mất đi, rất khó để có lại. Vì thế, hãy gìn giữ và trân trọng tự do của mình cũng như của người khác, bởi nó là cội nguồn của mọi niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. 41. Sống sao cho không thẹn với lòng. Cuộc đời chỉ có một lần, vậy nên hãy sống sao cho khi nhìn lại, không có điều gì phải hối tiếc, sống thật với chính mình, hành xử đúng đắn để lòng thanh thản và không mang gánh nặng ân hận. Lương tâm là thước đo quan trọng nhất, hãy sống sao cho không phải trốn tránh hay sợ hãi trước bản thân. 42. Không làm điều trái lương tâm dù không ai thấy. Ngay cả khi không có ai quan sát, hãy luôn hành động đúng với lương tâm. Hành động đúng đắn không chỉ giúp tâm hồn thanh thản mà còn giúp bản thân tự hào vì những giá trị mình mang đến cho cuộc sống. 43. Người khôn ngoan biết tránh tranh cãi. Tranh cãi có thể dễ dàng leo thang thành xung đột, nhưng người khôn ngoan luôn biết khi nào nên tránh xa. Họ không lãng phí thời gian vào những mâu thuẫn vô ích, mà tập trung năng lượng vào những điều thực sự đáng giá, giúp họ phát triển và bình yên hơn. 44. Tĩnh tâm mới thấy rõ cuộc đời. Chỉ khi tâm trí thật sự bình yên, ta mới có thể nhìn thấu được sự thật của cuộc sống. Giữa bộn bề cuộc sống,
Hãy dành chút thời gian để lắng nghe chính mình, bình yên nội tâm giúp ta nhìn rõ mọi sự việc, từ đó tìm thấy con đường đúng đắn và sáng suốt hơn. 45. Trời cao có mắt, đừng làm điều xấu. Dù ở nơi nào, làm điều gì, ta luôn có một sự giám sát vô hình từ chính nhân quả. Điều sai trái dù có được giấu kỹ đến đâu cũng sẽ không thể tránh khỏi sự phán xét. Vì thế, hãy sống đúng đắn và giữ cho mình một tâm hồn trong sáng. 46. Nhân sinh vô thường, hãy sống có ý nghĩa. Đời người ngắn ngủi và không thể đoán trước, mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để chúng ta sống có ý nghĩa, đóng góp và để lại dấu ấn tốt đẹp. Sống sao cho khi ra đi, ta không còn gì tiếc nuối, đó là món quà lớn nhất dành cho chính mình. 47. Càng học nhiều, càng thấy mình ít biết. Những người hiểu biết càng nhiều càng nhận ra mình còn quá nhiều điều chưa biết. Đó chính là sự khiêm nhường trong trí thức, là động lực để họ không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Kiến thức là vô tận, và chỉ người có tâm hồn rộng mở mới luôn sẵn sàng tiếp nhận những điều mới. 48. Chỉ có lòng tốt là trường tồn. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng lòng tốt sẽ còn mãi. Khi ta đối xử tốt với người khác, điều ấy sẽ được ghi nhớ, lan tỏa và truyền lại qua nhiều thế hệ. Lòng tốt là giá trị bền vững mà không gì có thể thay thế. 49. Không ai là hoàn hảo. Mỗi người đều có những khuyết điểm riêng, và đó là điều làm cho con người trở nên đặc biệt. Thay vì kỳ vọng quá cao, hãy học cách chấp nhận và yêu thương mọi người với cả những điểm chưa hoàn hảo. Chính sự hiểu và cảm thông sẽ tạo nên sự gắn kết. 50. Thay vì nói xấu người khác, hãy sống tốt hơn. Phê phán người khác là điều dễ dàng, nhưng tự hoàn thiện bản thân mới là thử thách thật sự. Đừng lãng phí thời gian vào những lời phê phán mà hãy tập trung vào cải thiện bản thân. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi chúng ta không so đo, không đố kỵ, mà chỉ quan tâm đến sự phát triển của chính mình. 51. Cần cù bù thông minh. Dù không phải ai cũng may mắn sở hữu sự thông minh bẩm sinh, nhưng tất cả đều có thể đạt được thành công nếu đủ chăm chỉ và nỗ lực. Chăm chỉ là phẩm chất quý giá giúp ta vượt qua khó khăn và chạm đến những mục tiêu lớn trong cuộc sống. 52. Người có chí sẽ vượt qua mọi khó khăn. Ý chí là sức mạnh vô hình giúp con người vượt qua những trở ngại và thử thách. Với một tâm hồn kiên định và quyết tâm mạnh mẽ, mọi khó khăn sẽ dần được vượt qua. Chỉ cần không từ bỏ, ta sẽ đạt được những gì mình mong muốn. 53. Một lần ngã là một lần khôn. Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một bước đệm để ta học hỏi và trưởng thành. Mỗi lần vấp ngã giúp ta nhìn nhận lại, rút kinh nghiệm và tiến bộ. Hãy coi thất bại như một bài học quý giá, bởi nó giúp ta vững vàng hơn trong cuộc sống. 54. Biết lắng nghe là một nghệ thuật. Lắng nghe không chỉ giúp chúng ta hiểu người khác mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Lắng nghe là cách để tiếp thu, học hỏi và xây dựng những mối quan hệ sâu sắc. Đôi khi, chính sự im lặng và lắng nghe mới là cách giao tiếp mạnh mẽ nhất. 55. Trẻ người mà cao kiến, không phải ai cũng có. Có những người trẻ đã sớm bộc lộ tầm nhìn và trí tuệ đáng ngưỡng mộ. Đó là kết quả của lòng đam mê học hỏi và tư duy sâu sắc. Những người trẻ này là tấm gương về nghị lực và trí tuệ, chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản cho sự hiểu biết. 56. Đời người ngắn ngủi, đừng để lãng phí. Thời gian trôi qua không thể lấy lại, vì thế hãy sống hết mình, yêu thương và cống hiến để không phải hối tiếc. Đừng để thời gian trôi qua mà không để lại dấu ấn. Hãy làm những điều có ý nghĩa và trân trọng từng phút giây mình có. 57. Giữ lời hứa là điều quan trọng. Lời hứa là cách xây dựng lòng tin và thể hiện sự trung thực. Khi giữ lời, chúng ta không chỉ thể hiện sự tôn trọng với người khác mà còn giữ gìn giá trị của chính mình. Một lời hứa không chỉ là một câu nói, mà là một cam kết mà chúng ta cần phải thực hiện. 58. Không có gì quý hơn tình cảm gia đình. Gia đình là nơi yêu thương vô điều kiện, là nơi chúng ta luôn có thể trở về dù cuộc sống có bao nhiêu thăng trầm. Tình cảm gia đình là thiêng liêng, là nơi an ủi và động viên trong mọi hoàn cảnh. Đừng bao giờ xem nhẹ hay lãng quên giá trị của gia đình. 59. Phải có lòng biết ơn. Lòng biết ơn là điều quan trọng giúp chúng ta sống hạnh phúc và trân trọng những điều tốt đẹp. Biết ơn không chỉ mang lại sự hài lòng mà còn giúp xây dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Một người biết ơn là một người hạnh phúc. 60. Làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Cẩn trọng là chìa khóa của sự thành công. Sự cẩn thận giúp ta tránh được những sai lầm không đáng có, tạo nên niềm tin trong công việc và mối quan hệ. Khi làm việc với sự cẩn trọng, ta không chỉ hoàn thành tốt mà còn xây dựng được uy tín và sự tín nhiệm của người khác. 61. Kẻ thù lớn nhất là chính mình. Mỗi chúng ta đều có những giới hạn, những nỗi sợ hãi và những thói quen xấu từ bên trong. Chiến thắng bản thân là hành trình khó khăn nhất nhưng cũng ý nghĩa nhất. Khi có thể kiểm soát bản thân, vượt qua những điểm yếu của mình, chúng ta mới thật sự chinh phục được cuộc sống. 62. Không có hạnh phúc nào không có khổ đau. Giống như mưa sau cơn bão,
hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi ta đã trải qua những gian khó. Những thử thách là bài học quý giá, giúp ta trân trọng từng khoảnh khắc an lành. Khổ đau là nấc thang đưa ta đến hạnh phúc, và chỉ khi vượt qua, ta mới hiểu sâu sắc giá trị của sự an vui. 6.3. Học thầy không thầy học bạn. Kiến thức không chỉ đến từ những người thầy mà còn từ những người bạn đồng hành. Bạn bè giúp ta nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và giúp ta phát triển một cách gần gũi và tự nhiên hơn. Sự học từ bạn bè là một phần quan trọng của hành trình trưởng thành. 6.4. Người càng giàu càng khiêm tốn. Người giàu có thực sự hiểu rằng, tài sản không phải để phô trương mà là để trân trọng. Sự khiêm tốn thể hiện sự trưởng thành và trí tuệ, bởi họ nhận ra giá trị đích thực không nằm ở những gì họ sở hữu, mà là cách họ sống và cống hiến cho xã hội. 6.5. Chỉ có tri thức là mãi mãi. Vật chất có thể mất đi, nhưng kiến thức là tài sản không ai có thể lấy đi. Tri thức là sức mạnh vĩnh cửu, giúp chúng ta đối mặt với mọi khó khăn và thay đổi thế giới. Đó là thứ duy nhất tồn tại mãi mãi trong chúng ta, và càng tích lũy, ta càng trở nên giàu có thực sự. 6.6. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Sự dũng cảm không chỉ ở việc nghĩ ra điều mới, mà còn ở việc hành động để biến nó thành hiện thực và chấp nhận trách nhiệm về kết quả. Đây là tố chất của những người thành công, bởi họ không ngại dấn thân và đối mặt với thách thức để biến ước mơ thành hiện thực. 6.7. Sự kiên trì sẽ mang lại thành công. Không có thành tựu nào đến ngay lập tức, mọi điều đều cần thời gian và nỗ lực không ngừng. Sự kiên trì chính là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua những lúc khó khăn nhất, mở ra cánh cửa dẫn đến thành công. Bền bỉ là một phẩm chất không thể thiếu trên con đường chinh phục mục tiêu. 6.8. Đừng so sánh bản thân với người khác. Mỗi người có hành trình riêng, mục tiêu riêng và tốc độ riêng. So sánh bản thân với người khác chỉ làm ta mất đi niềm vui và sự tự tin. Hãy sống theo cách của mình, tập trung vào những gì quan trọng với bản thân và không để sự so sánh làm trạch hướng con đường của mình. 6.9. Học từ sai lầm của người khác. Quan sát và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của người khác giúp chúng ta tránh đi vào vết xe đổ. Đó là cách khôn ngoan để học hỏi và phát triển, giảm thiểu những thất bại không đáng có và tiết kiệm thời gian quý giá trong hành trình cuộc sống. 7.10. Mọi thứ đều có giá của nó. Cuộc sống không có gì là miễn phí. Mỗi thành công, mỗi niềm vui đều đòi hỏi sự đánh đổi, nỗ lực hoặc hy sinh. Hiểu được quy luật này, ta sẽ trân trọng hơn những gì mình đạt được và biết cân nhắc khi lựa chọn trên con đường phía trước. 7.11. Nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói đáng ngàn vàng. Lời nói là vũ khí mạnh mẽ, có thể tạo dựng hoặc phá hủy. Một lời nói đáng giá là lời nói xuất phát từ sự chân thành, tôn trọng và mang lại sự thay đổi tích cực. Lời nói không chỉ là âm thanh mà còn là lời cam kết, có sức mạnh đáng giá như ngàn vàng. 7.12. Mất tiền không đáng sợ, mất danh dự mới đáng lo. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng danh dự là thứ một khi đã mất đi sẽ khó lòng lấy lại được. Danh dự là uy tín và lòng tin của mọi người dành cho ta. Vì vậy, hãy giữ gìn nó như tài sản quý giá nhất. 7.3. Sự nghiệp là nơi an toàn nhất của người đàn ông. Đối với nhiều người, sự nghiệp vững chắc là nền tảng mang lại sự ổn định và an toàn. Sự nghiệp không chỉ là công việc mà còn là niềm tự hào, là nơi để khẳng định bản thân và cống hiến cho gia đình và xã hội. 7.4. Chậm rãi nhưng chắc chắn. Thay vì vội vàng chạy theo những thành công ngắn hạn, hãy tiến từng bước một cách chắc chắn. Những bước đi cẩn trọng sẽ giúp ta xây dựng nền tảng bền vững và đạt được kết quả lâu dài, thay vì những thành công tạm thời và dễ đổ vỡ. 7.5. Tình yêu thật sự đến từ trái tim. Tình yêu đích thực không đến từ vật chất hay vẻ ngoài, mà từ sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ. Tình yêu chân thành là thứ tình cảm vượt qua mọi khoảng cách và khó khăn, là tình cảm xuất phát từ trái tim và là niềm hạnh phúc đích thực. 7.6. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói. Lời nói có thể làm lành, nhưng cũng có thể gây tổn thương. Mỗi lời nói đều mang sức mạnh vô hình, vì vậy hãy luôn cân nhắc trước khi nói, bởi những gì ta thốt ra có thể không bao giờ lấy lại được. 7.7. Học cả đời là không đủ. Kiến thức là biển cả vô tận, và cuộc đời con người lại quá ngắn để có thể biết hết mọi điều. Người hiểu biết luôn nhận ra sự hạn chế của bản thân và không ngừng học hỏi, bởi sự học không bao giờ dừng lại. 7.8. Con người phải biết nhân ái. Nhân ái là phẩm chất cao đẹp, là nền tảng của mọi mối quan hệ và của một xã hội tốt đẹp. Tình thương và lòng nhân từ không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác mà còn là món quà quý giá cho chính tâm hồn ta. 7.9. Đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất. Im lặng không phải là sự yếu đuối, mà đôi khi là cách phản hồi mạnh mẽ nhất. Khi đối diện với những lời chỉ trích hay tranh luận không cần thiết, sự im lặng giúp ta giữ bình tĩnh và giữ được sự kiêu hãnh của mình. 8.10. Hãy quý trọng những người bạn chân thành. Bạn chân thành là một tài sản vô giá,
là người ở cạnh bạn không chỉ trong những lúc vui vẻ mà còn cả khi bạn đối mặt với khó khăn. Họ là người luôn lắng nghe và thấu hiểu mà không phán xét, luôn sẵn lòng chia sẻ và đồng hành dù cuộc sống có đổi thay. Giữ gìn và trân trọng những người bạn như vậy không chỉ là gìn giữ một mối quan hệ quý báu, mà còn là bảo vệ niềm vui và sự bình yên trong cuộc đời mình. 81. Dễ giận thì khó thành công. Nóng giận làm mờ đi lý trí, khiến chúng ta dễ dàng đưa ra quyết định thiếu suy xét. Một người thành công biết cách kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là khi đối diện với khó khăn. Bình tĩnh và sáng suốt là chìa khóa để mở ra cánh cửa của thành công. 82. Không có thành công nào mà không cần sự hy sinh. Để đạt được điều gì đó đáng giá, chúng ta thường phải từ bỏ những điều khác, dù đó là thời gian, công sức hay những sở thích cá nhân. Thành công là kết quả của một chuỗi lựa chọn và hy sinh, là minh chứng cho lòng quyết tâm và sự cam kết. 83. Lòng bao dung giúp tâm hồn bình an. Tha thứ không phải là quên đi lỗi lầm của người khác mà là tự giải phóng mình khỏi sự nặng nề của oán giận. Bao dung đem lại sự thanh thản trong tâm hồn, giúp ta sống nhẹ nhàng và yêu thương nhiều hơn. 84. Một nụ cười có thể xóa bỏ hận thù. Nụ cười là cầu nối giữa con người với con người, có sức mạnh xoa dịu mọi căng thẳng và biến những mâu thuẫn thành sự đồng cảm. Đôi khi, chỉ cần một nụ cười chân thành, mọi hận thù và oán giận sẽ dần tan biến. 85. Thông minh đến đâu cũng cần phải chăm chỉ. Trí tuệ là khởi đầu, nhưng cần cù là yếu tố không thể thiếu để biến trí tuệ thành kết quả thực sự. Những người thành công nhất không chỉ dựa vào sự thông minh, mà còn vào sự cần mẫn, kiên trì trong mọi việc họ làm. 86. Hạnh phúc thật sự là khi bạn hài lòng với bản thân. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những gì ta có, mà vào cách ta cảm nhận về bản thân mình. Khi ta biết chấp nhận và yêu thương chính mình, ta sẽ tìm thấy nguồn hạnh phúc bền vững không bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. 87. Làm điều tốt không bao giờ lãng phí. Mỗi hành động tốt đẹp đều để lại dấu ấn tích cực, dù đôi khi kết quả không hiển hiện ngay trước mắt. Điều tốt ta làm sẽ trở thành giá trị trường tồn, mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống. 88. Mất lòng trước được lòng sau. Lời nói thật lòng có thể khiến người khác khó chịu lúc đầu, nhưng về sau sẽ mang lại lòng tin. Sự trung thực đôi khi cần phải được đón nhận theo thời gian, nhưng nó xây dựng mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy. 89. Khi bạn thành công, sẽ có người ganh ghét. Thành công thường đi kèm với sự đố kỵ. Điều quan trọng là bạn cần kiên định với mục tiêu của mình, không để sự ganh ghét từ người khác làm chùn bước. Thành công của bạn là kết quả của nỗ lực và xứng đáng, hãy tự hào và không dao động. 90. Sống sao cho khi rời đi không hối tiếc. Cuộc đời chỉ đến một lần, vì vậy hãy sống hết mình, yêu thương và làm những điều ý nghĩa. Khi ta sống với sự tận tâm và lòng nhiệt huyết, ta sẽ không phải nuối tiếc khi nhìn lại quãng thời gian đã qua. 91. Đừng để quá khứ ràng buộc tương lai. Quá khứ là một phần của ta, nhưng đừng để nó kiểm soát con đường phía trước. Những gì đã qua là bài học, không phải là xiềng xích. Hãy bước đi với sự tự do và niềm tin vào những cơ hội mới. 92. Tệ yếu nhất là kẻ không dám đối mặt với thử thách. Sự yếu đuối thực sự không phải là khi ta gặp khó khăn, mà là khi ta từ chối đối diện với chúng. Sức mạnh nằm ở lòng can đảm để vượt qua mọi thử thách, dù cho chúng có lớn lao đến đâu. 93. Sống có tâm, có đức. Lòng nhân hậu và đạo đức là những giá trị giúp ta được yêu mến và kính trọng. Khi sống với lòng nhân từ và đạo đức, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn nuôi dưỡng một tâm hồn thanh thản. 94. Mạnh mẽ đối diện với thất bại. Thất bại không phải là kết thúc, mà là một bài học quý giá giúp ta mạnh mẽ hơn. Đối mặt và chấp nhận thất bại là bước đầu tiên để vượt qua nó và tiếp tục tiến lên, bởi sau mỗi thất bại, chúng ta lại trưởng thành và vững vàng hơn. 95. Càng nhiều kinh nghiệm, càng ít lo âu. Kinh nghiệm không chỉ giúp ta xử lý tình huống nhanh chóng mà còn mang lại sự bình tĩnh và tự tin. Người có nhiều trải nghiệm sẽ dễ dàng nhìn nhận và giải quyết vấn đề mà không hốt hoảng hay lo sợ. 96. Thắng lợi không bao giờ đến với kẻ lười. Lười biếng là kẻ thù của thành công. Những thành quả ngọt ngào chỉ dành cho người chăm chỉ và biết nỗ lực hết mình. Không ai đạt được điều lớn lao mà không đầu tư thời gian và công sức. 97. Tâm an thì đời sẽ an. Sự bình yên nội tâm là nền tảng của hạnh phúc. Khi tâm trí ta yên ổn, cuộc sống bên ngoài cũng sẽ trở nên hài hòa và an lành hơn. Bình an bắt nguồn từ bên trong, không phải từ những thứ ta tìm kiếm ở bên ngoài. 98. Đừng vội vàng phán xét ai đó. Mỗi người đều có câu chuyện và lý do của riêng mình. Đừng vội vàng đưa ra phán xét chỉ dựa trên những gì mình thấy, mà hãy cố gắng nhìn nhận từ nhiều góc độ. Sự thông cảm và hiểu biết sẽ giúp ta đánh giá công bằng hơn. 99. Không ai có thể thay đổi số phận, nhưng có thể tự quyết định cuộc sống. Số phận có thể không thay đổi,
nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định cách mình sống. Mọi quyết định đều tạo nên tương lai của mình, vậy nên hãy sống đúng với giá trị và hoài bão của mình. 100. Đời người ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian vào điều không đáng. Thời gian là tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta có. Hãy dành thời gian cho những điều xứng đáng, cho những người ta yêu thương và cho những ước mơ của mình. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa khi ta biết trân trọng từng giây phút trôi qua. Trong hành trình khám phá những câu nói hay của cổ nhân, chúng ta không chỉ tìm thấy sự khôn ngoan vượt thời gian mà còn nhận ra giá trị của những bài học về nhân sinh. Những câu nói này như những ngọn đèn sáng, dẫn dắt chúng ta qua những thách thức và khó khăn trong cuộc sống, khuyến khích chúng ta trau dồi lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và lòng dũng cảm. Khi tiếp nhận và áp dụng những triết lý này vào thực tế, chúng ta sẽ không chỉ làm giàu cho tâm hồn mình mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Hãy để những lời răn dạy này thấm vào từng hành động và suy nghĩ của chúng ta, giúp ta sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, tràn đầy yêu thương và bao dung. Cuối cùng, hãy ghi nhớ rằng, tri thức và giá trị từ cổ nhân không chỉ là di sản quý báu mà còn là nguồn động lực cho những thế hệ mai sau.